B. Tứ chánh cần. Nhờ tứ niệm xứ, chúng ta đã thấy rõ sự thật của đời, đó là thân bất tịnh, tâm vô thường, pháp vô ngã và thọ thì khổ. Thấy rõ được sự thật đau khổ ấy rồi, chúng ta phải gia công cố sức làm thế nào để thoát ra ngoài móng vuốt nguy hiểm của chúng. Muốn thế, sự siêng năng tinh tấn là điều kiện trên hết trong công cuộc giải thoát của chúng ta. Ngoài đời cũng như trong đạo, mỗi người muốn đạt được kết quả tốt đẹp trong đời mình thì phải luôn luôn gia công gắng sức, nhất là người tu hành, mà cái quả là xuất trần, cái cứu cánh là an vui vĩnh viễn, thì sự gia công, sức cố gắng lại càng phải bền bỉ, dẻo dai, vượt bậc mới thành tựu được. Hơn ai cả, Đức Phật hiểu rõ sự quan trọng của sự tinh tấn nên đã dạy bảo chúng ta, trước khi đi sâu vào đạo, phải chuẩn bị những phương tiện cần thiết, phải tỏ rõ một thái độ quyết tâm xa lánh điều dữ và thực hiện những điều lành. Đó là ý nghĩa của tứ chánh cần mà chúng ta sẽ nghiên cứu dưới đây. Phần 1. Định nghĩa tứ chánh cần. Tứ chánh cần là bốn pháp siêng năng tinh tấn hợp với chánh đạo. Bốn pháp tinh tấn ấy là: 1. Tinh tấn ngăn ngừa những điều ác chưa phát sanh. 2. Tinh tấn dứt trừ những điều ác chưa phát sanh. 3. Tinh tấn phát triển những điều lành chưa phát sanh. 4. Tinh tấn phát triển những điều lành đã phát sanh. Quan niệm về điều lành và điều dữ trong đạo Phật. Trước khi làm điều lành tránh điều dữ, chúng ta phải biết rõ thế nào là lành, thế nào là dữ. Những điều dữ là những điều có thể làm tổn hại cho mình và người trong hiện tại cũng như trong tương lai. Chúng bao giờ cũng nghịch với từ bi, bình đẳng, trí tuệ và chân lý. Trái lại, những điều lành là những điều có thể lợi ích cho mình và người trong hiện tại cũng như trong tương lai. Chúng bao giờ cũng hợp với từ bi, bình đẳng, trí tuệ và chân lý. Với hai định nghĩa này, không phải đợi đến khi phát lộ ra bằng hành động mới gọi là lành hay dữ. Ngay trong ý nghĩ, và quan trọng nhất là ý nghĩ, cũng đã phân biệt được lành hay dữ rồi. Theo đạo Phật, ba nơi phát sinh của lành hay dữ là thân, khẩu, ý. Như thế, một cử chỉ, một lời nói hay một ý nghĩ đều có thể là lành hay dữ. Do đó, Đức Phật dạy chúng ta phải ngăn ngừa những điều dữ hay thực hiện những điều lành ngay khi chúng còn ở trong ý thức. Xem lại bài thập thiện trong Phật học phổ thông khóa nhì. Phần 2. Nội dung của tứ chánh cần. 1. Tinh tấn ngăn ngừa những điều ác chưa phát lộ. Tâm mình chưa mống tưởng điều ác thì mình phải ráng giữ gìn đừng cho nó phát khởi lên. Cũng như một sợi dây buộc mũi con trâu, kèm nó không cho ăn lúa. Sau đây là một ít ví dụ cụ thể có thể xảy ra hàng ngày trong đời chúng ta. Khi chúng ta muốn tổ chức một cuộc đi săn bắn để lấy thịt rừng đánh chém với bè bạn, nhưng chúng ta lại nghĩ, ta đã là đệ tử Phật, đã thọ tam quy, trì ngũ giới rồi, không lẽ dám quên lời hứa nguyện sát hại chúng sanh và uống rượu? Thế là chúng ta không thi hành cuộc đi săn bắn nữa. Khi phát khởi tâm gian lận, muốn lập mưu kế lấy của người, chúng ta liền xét lại rằng, của mình mất, mình biết buồn rầu, thì của người mất người đâu có vui. Giả lại, mình đã nguyện trọn đời không tham một vật nhỏ của ai, lẽ nào mình lại dám quên lời thệ nguyện? Sau khi nghĩ như thế rồi, chúng ta không thi hành mưu kế đen tối trên nữa. Khi mống tưởng hoa nguyệt, chúng ta nghĩ lại rằng, mình đã nguyện trọn đời không tà dâm thì phải trì chí giữ gìn tiết hạnh. Và do ý nghĩa ấy, chúng ta ngăn chặn được lòng hoa nguyệt. Khi muốn nói dối để cho được việc riêng của mình, chúng ta liền nghĩ rằng mình đã nguyện trọn đời nói lời ngay thật thì phải cố gắng giữ gìn cho trọn lời thệ nguyện. Nhờ thế, chúng ta khỏi phạm tội vọng ngữ. Nói tóm lại,
mỗi khi tâm chúng ta móng lên một ý nghĩ sai quấy, muốn thực hiện một điều ác gì, chúng ta phải tìm những lý do chính đáng, tưởng nghĩ đến hậu quả tai hại của nó để dập tắt ngay những ý nghĩ bất chính và ngăn ngừa không để cho nó phát sanh trong hành động. Người tu hành sợ các giặc phiền não, si mê len lỏi vào tâm mình, cướp mất của báo công đức nên luôn luôn cẩn thận giữ gìn. Như người nhà giàu giữ của, ngăn tường, đóng ngõ, bỏ tủ, khóa chặt, không để cho kẻ gian vào nhà trộm mất. Sự ngăn chặn giữ gìn không để cho điều ác phát khởi này không phải hạn cuộc trong một thời gian nhất định nào, mà trái lại phải tiếp tục luôn luôn trong từng sát na, từng giây phút, từng ngày tháng, từng năm này sang năm khác, cho đến chừng nào tâm mình được thuần thục an nhiên, không nghĩ đến điều ác nữa mới thôi. Trong cuộc ngăn chặn này đòi hỏi một sự siêng năng, tinh tấn, dẻo dai, bền bỉ mới có hy vọng thành tựu được như ý muốn. 2. Tinh tấn dứt trừ những điều ác đã phát lộ. Trong đời sống của chúng ta, nhất là khi chưa hiểu biết Phật Pháp và không tu hành, chúng ta đã phạm rất nhiều tội ác. Những tội ác này làm cho tâm chúng ta càng ngày càng tối tăm lu mờ, như một tấm gương bỏ lâu ngày, không ai chùi rửa, không thể soi được nữa. Nay chúng ta đã nhận thấy cái nguy hại của những điều ác, thì chúng ta phải quyết tâm dứt trừ. Điều ác không ở đâu xa, chúng phát lộ chính trong thân khẩu ý của mỗi chúng ta. Vậy trừ tội ác, tức là ngăn chặn không cho thân khẩu ý chúng ta tiếp tục tạo nghiệp dữ nữa. Nhưng cái đà tội lỗi, như cái đà của một chiếc xe xuống dốc, càng xuống càng mau, càng mãnh liệt. Cho nên muốn diệt trừ tội lỗi, chúng ta phải vận dụng nhiều nghị lực, nhiều cố gắng, phải luôn siêng năng, tinh tấn. Để ngăn chặn cái đà tội lỗi, Phật tử chúng ta phải luôn luôn nhớ nghĩ như vậy: sát sanh là điều ác đã gây tội lỗi cho mình, phải mắc nợ máu thịt và mạng sống, lại làm hại cho người lẫn vật. Trộm cướp làm khổ cho người bị nghèo đói, rách rưới, buồn rầu, đau khổ không kể xiết. Tà dâm là điều không hợp lễ tiết, thường sự gây rối ren trong gia đình và nhất là mang tiếng xấu hổ, làm mất phẩm giá con người. Nói dối mất lòng tin cậy, nói thiêu dệt làm chia lìa ân nghĩa, nói lưỡi hai chiều làm tăng trưởng oán thù, nói lời hung ác trước dơ miệng mình sao chiêu lấy họa, ham muốn quá sức, tham thấy mình thiếu mãi càng khổ thân nhọc trí, giận hờn tức tối lửa sân nổi lên làm hư công hỏng việc, và bao nhiêu rừng công đức đều tiêu tan. Si mê không rõ chánh tà, mờ ám, không nhận ra được chân lý, gây đủ các tội. Xét như vậy rồi, nếu tội ác đã trót lỡ sanh, thì bất cứ tội nào chẳng hạn, chúng ta phải đoạn trừ tận gốc rễ, đừng để cho nó đâm chồi nảy nhánh nữa. Trong lúc đó, chúng ta lại huân tập các hột giống lành thay thế vào tạng thức, thì lần hồi chúng ta sẽ trở thành người thuần thiện. 3. Tinh tấn làm phát lộ những điều lành chưa phát sinh. Nhiều khi chúng ta có những ý định hay đẹp, muốn giúp ích người này, nâng đỡ người khác, nhưng vì tánh giải đãi hay thiếu nghị lực, chúng ta không thực hiện những ý định tốt đẹp ấy. Như thế, dù có thiện chí bao nhiêu cũng không đem lại lợi ích gì cho ta và cho người chung quanh cả. Muốn tạo những thiện nghiệp như nói lời hòa nhã với mọi người trong mọi trường hợp, bố thí cho người nghèo túng, giúp đỡ cho người có công ăn việc làm, thì chúng ta đừng chần chờ mà trái lại phải hăng hái, tinh tấn làm ngay. Ta phải luôn luôn thúc đẩy ta biến những ý nghĩ tốt thành hành động. Người Pháp có câu tục ngữ rất có ý nghĩa để châm biếm những người có dự định tốt mà không bao giờ thực hiện: địa ngục lót đầy những dự định tốt. Thật đúng như vậy, ở đời có bao nhiêu người có nhiều thiện chí, có ý định làm điều hay, điều phải, nhưng cho đến chết vẫn chưa thực hiện được và mang theo xuống địa ngục. Vậy chúng ta phải luôn luôn hăng hái làm phát triển những điều lành. Mỗi khi chúng ta vừa móng khởi trong tâm
đừng chần chờ giải đãi cho đến khi tử thần đến gõ cửa mới ân hận là mình chưa gây tạo được cho mình những nhân lành gì cả, nên phải rơi vào địa ngục. 4. Tinh tấn tiếp tục phát triển những điều lành đã phát sinh. Những điều lành khi đã phát sinh thành hành động rồi, chúng ta đừng cho thế là vừa, là đủ, không cần phải cố gắng làm thêm nữa. Khi chúng ta làm một điều trọn lành, chúng ta có lợi về hai phương diện. Một mặt, ngăn chặn điều ác không cho tác hại. Một mặt, làm điều thiện có lợi cho mình và cho người. Chẳng hạn như khi chúng ta thọ giới bất sát sanh và thực hành theo giới ấy, là chúng ta vừa ngăn chặn sự giết hại người và vật, mà vừa chuộc người vừa phóng sanh nữa. Các giới khác cũng vậy, nghĩa là một mặt vừa chỉ ác, một mặt vừa tu thiện, rồi cứ như thế mà siêng năng tinh tấn luôn luôn mới được. Chúng ta phải tập làm điều thiện cho thuần thục, cho thành thói quen, cho đến khi mỗi ý nghĩ, mỗi lời nói, mỗi việc làm đều thiện cả mới được. Phần 3. Ý nghĩa rộng lớn và diệu dụng của tứ chánh cần. Tứ chánh cần là bốn pháp siêng năng chân chính trong công cuộc diệt trừ tội ác và phát triển điều thiện. Nó bao gồm tất cả những quy điều căn bản thiết yếu của mọi tôn giáo, đạo đức, luân lý. Thật thế, nếu suốt đời chúng ta chỉ theo cho đúng bốn pháp siêng năng này là ngăn ngừa không cho điều ác phát sanh, diệt trừ những điều ác đã lỡ phát sanh, thúc đẩy thực hiện những điều lành vừa móng lên ở trong tâm và tiếp tục thực hiện nhiều hơn nữa những điều lành đã thực hiện được. Nếu chúng ta tinh tấn làm được như thế, thì chúng ta chắc chắn đạt được địa vị thánh hiền. C. Tứ như ý túc. Sau khi đã nhận rõ được chân tướng của cõi đời, tứ niệm xứ, đã quyết tâm bỏ ác theo thiện, tứ chánh cần, hành giả muốn đi xa trên đường đạo, cần phải dạch cho mình một hướng tiến nhất định và phải có một thái độ quyết tâm nhằm theo đúng hướng đã dạch mà đi, không nhìn ngang, nhìn ngửa, không mong ước cái này, cái khác. Hành giả chí quyết đi một đường, tập trung tất cả mong ước, chú nguyện, ý chí, năng lực tinh thần của mình vào đó cho đến khi được toại nguyện như ý mới thôi. Muốn được như thế, hành giả phải tu theo pháp tứ như ý túc, một trong những pháp môn của Đạo Đế dưới đây. Phần 1. Định nghĩa tứ như ý túc. Tứ như ý túc là bốn pháp thiền định. Nói cho rõ, đó là bốn phương tiện giúp chúng ta thành tựu các tam ma địa, chánh định. Vì thế nên cũng gọi là định pháp. Như ý là được như ý mình muốn. Túc là chân, có nghĩa nương tựa mà cũng có nghĩa là đầy đủ. Tứ như ý túc có nghĩa là bốn pháp làm nơi nương tựa cho các công đức thiền định, thần thông được thành tựu mỹ mãn như ý muốn của mình. Bởi lý do đó nên cũng gọi nó bằng tên tứ thần túc. Luận Câu Xá quyển 25 có nói: vì sao định mà gọi là thần túc? Vì các công đức linh diệu thù thắng đều nương nơi bốn định này mà được thành tựu. Bốn định ấy là dục như ý túc, tinh tấn như ý túc, nhất tâm như ý túc, quán như ý túc. Phần 2. Nội dung của tứ như ý túc. 1. Dục như ý túc. Dục là mong muốn, mong muốn một cách thiết tha, mong muốn cho kỳ được, mong muốn cho đến khi mãn nguyện mới thôi. Đó gọi là dục như ý túc. Nhưng mong muốn cái gì? Tại sao đã là Phật tử mà còn dục, còn mong muốn? Trước tiên, chúng ta nên nhận định rõ ràng tánh chất của sự mong muốn ở đây. Có thứ mong muốn thỏa mãn những thú tánh, những tham vọng, đó là mong muốn tội lỗi nên diệt trừ. Có thứ mong muốn hướng thượng, trong lành, như mong muốn sống một cuộc đời đẹp đẽ, thanh cao, mong muốn được giải thoát ra ngoài biển khổ sanh tử, đó là thứ mong muốn hợp lý, đáng khuyến khích. Người Phật tử mong muốn được thành đạt pháp thiền định mình đang tu để tiến lên chứng các thánh quả,
Thứ mong muốn này rất cần cho người tu hành. Nếu không mong muốn thiết tha, mãnh liệt thì khó mà đi đến đích giải thoát được. Đây cũng là một sự cải chính rất hùng hồn để đánh tan quan niệm sai lầm cho rằng người Phật tử phải diệt dục, mà diệt dục ở đây là diệt tất cả, diệt luôn cả sự sống. Thật ra, diệt dục ở đây tức là diệt dục vọng, diệt những phần ham muốn xấu xa đê hèn, làm cho con người bị đọa xuống hàng thấp thỏi như loài súc sanh, địa ngục, chứ đâu có diệt luôn những chí nguyện, những mong ước, những đức tánh tốt đẹp của con người. Sự mong muốn sau này, người Phật tử không bao giờ lãng quên, trái lại họ trút cả tâm tư hướng về cái đích chính mình đang nhắm, những pháp mình đang tu. Người thế gian ưa thích vật dục mạnh mẽ như thế nào, thì người tu hành mong muốn thành tựu những pháp thiền định của mình cũng mạnh mẽ như thế ấy. Có như thế, hành giả mới tăng tiến mãi trên bước đường tu hành của mình. 2. Tinh tấn như ý túc. Tinh tấn là dũng mãnh, chuyên nhất vào pháp thiền định mình đang tu. Phần trên mới chỉ là sự ước muốn. Sự ước muốn dù đẹp đẽ bao nhiêu mà không ra công gắng sức, luôn luôn bền tâm vững chí, nghĩa là thiếu sự tinh tấn dũng mãnh thì ước muốn muôn đời cũng chỉ là ước muốn suông thôi. Chúng ta nên nhớ rằng tinh tấn không phải chỉ là sự hăng hái bồng bột trong chốc lát như sự ồ ạt bốc cháy của ngọn lửa rơm. Tinh tấn là nghị lực tu tập mạnh mẽ, thường hằng, không bao giờ gián đoạn. Trong kinh Di Giáo, Đức Thế Tôn có dạy: như người kéo cây lấy lửa, cây chưa nóng đã thôi, tuy muốn được lửa nhưng khó có thể được. Vậy người muốn chứng đạo quả phải thường tinh tấn đầy đủ như ý mình ước nguyện. 3. Nhất tâm như ý túc. Nhất tâm là chuyên nhất vào định cảnh, không bao giờ tán loạn. Một con sông lớn, nếu bị chia nhiều nhánh, tất nhiên sức chảy của nó bị yếu. Trái lại, một dòng suối nhỏ, nếu chỉ chảy một đường, cũng đủ sức sôi thủng đá. Người tu hành tâm được chuyên nhất, không bị tán loạn, thì muôn sự đều thành. Phật có dạy: như người chứa nước, khéo giữ bờ đê. Người tu hành giữ nước trí huệ cũng vậy, phải khéo tu thiền định, chớ cho tán động. 4. Quán như ý túc. Quán nghĩa là dùng trí tuệ sáng suốt quán sát pháp mình đang tu. Quán trí ấy do định mà phát sanh, trí ấy là tịnh trí. Vì tịnh cho nên nó có thể như thật thông, đạt thật nghĩa, chân lý của các pháp vũ trụ. Phần 3. Tóm tắt ý nghĩa và diệu dụng của tứ như ý túc. Sở dĩ dục, tinh tấn, nhất tâm và quán đều được gọi là như ý túc vì chúng là những thứ để cho tất cả công đức tu hành, thần lực nương vào đó để phát sanh, hợp như ý muốn của hành giả. Bốn pháp này như bốn nấc thang kế tiếp theo nhau để đưa hành giả từ cái nhân hữu lậu mê mờ đến cái nhân vô lậu giải thoát. Trước hết, do tâm hằng mong muốn, dục, cho nên sự tu tập càng dũng mãnh, tinh tấn. Nhờ sự tu tập dũng mãnh nên phiền não tiêu tán động hết, do đó tâm được chuyên nhất, nhất tâm. Nhờ tâm chuyên nhất nên quán trí được thanh tịnh mẫn lợi, quán, và có năng lực phá tan cội gốc vô minh. Khi vô minh hết thì vô số nghiệp chướng phải tiêu, hằng sa trí đức phát hiện. Người tu hành khi trí tuệ và công đức viên mãn, tức khắc đầy đủ vô biên thần dụng trong sự hiện thân, hiện độ để cứu khổ chúng sanh, chứ có phải đâu chỉ khi chứng được lục thông mới được tự tại.